Hôm nay Huy sẽ hướng dẫn cho nhà mình cách sử dụng sản phẩm về đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay nha mọi người. Hôm nay Huy sẽ tranh thủ live stream nhanh thôi, để tí nữa còn hỗ trợ cho khách hàng, không là mọi người đang chờ nhiều quá mọi người. Thì là tiền thể là Huy đang uống sản phẩm thì Huy hướng dẫn cho mọi người luôn nha. Đây, bình thường là chúng ta bị đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay thì chúng ta dùng hai cái này. Và hai cái này thì công dụng nó như nhau, cho nên là chúng ta dùng một trong hai cái này là được nha mọi người. Hoặc là chúng ta dùng hai cái này, đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay, hoặc là hoa mắt trong mặt tiền đình ấy. Còn nếu như mà có điều kiện thì chúng ta nên dùng là một lọ xanh, một lọ trắng, kết hợp thêm cái này luôn. Và kết hợp thêm cái, nếu như mà bị thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống lưng, đau cổ vai gáy, đau lưng, hay là thoát vị địa điểm, tê bì chân tay, đi lại khó khăn, nhức đầu gối ấy, thì chúng ta dùng hai cái này kết hợp thêm cái này thì là càng tốt nha mọi người. Hoặc là dùng hai cái này kết hợp cái này với lại kết hợp cái này. Và ngoài ra chúng ta nên, nếu như có điều kiện thì chúng ta nên uống thêm một hộp nhân sâm này nè mọi người nhá. Thì lúc đấy là chúng ta uống cái hộp nhân sâm này thì cái hiệu quả nó thứ nhất là nhanh hơn, thứ hai là cao hơn, và thứ ba là khi khỏi là khỏi được lâu dài hơn. Thì bây giờ Huy uống luôn nha mọi người. Thì là hai cái này thì công dụng nó như nhau, thành ra là chúng ta uống hộp nào cũng được hết. Hôm nay thì mấy hộp này, hộp màu xanh nhỏ này của Mỹ này thì bình thường Huy uống rất là nhiều rồi, nhưng là cái live stream này thì Huy uống hộp này nha. Bên trong hộp này nó sẽ là hộp này nha mọi người. Bên trong hộp này nó sẽ là cái lọ như thế này đây. Thì là như thường lệ uống một viên lọ màu trắng này. Uống một viên lọ màu xanh của Pháp này nha mọi người. Cái viên của lọ màu xanh của Pháp thì nó to như thế này, còn viên lọ màu xanh của Mỹ thì nó nhỏ hơn mọi người nha. Rồi tiếp theo là Huy sẽ uống một viên của Naptokinase. Naptokinase này là nó có 120 viên, chúng ta uống được 2 tháng nha mọi người. Naptokinase là 120 viên, chúng ta uống được 2 tháng. Bên trong là nó có hai cái bọc như này, bọc này Huy mở rồi này. Bên trong nó có hai cái bọc như thế này. Thì là mỗi bọc là 6 vị, mỗi vị là 10 viên, là mỗi bọc có 60 viên, chúng ta uống được 1 tháng. Là cái hộp này nó có hai bọc là 12 vị, chúng ta có 120 viên uống được 2 tháng nha. Cách uống là uống, cách thứ nhất là uống một ngày 2 lần sau ăn, mỗi lần là 1 viên. Còn cách thứ hai là uống 2 viên buổi tối trước khi đi ngủ nha. Bây giờ Huy đang uống 3 ngày cho nên là Huy sẽ uống 1 viên. Còn nếu như mà một ngày chúng ta chỉ uống buổi tối thôi thì chúng ta uống 2 viên luôn mọi người nhé. Rồi tiếp theo nha, Huy sẽ uống 2 viên của Nano xuống cơ mập xương khớp. Xuống cơ mập xương khớp cái hộp nguyên là nó như thế này đây. Còn cái hộp này là Huy mở rồi. Hộp này Huy uống hàng ngày cho nên là Huy mở sẵn ở đây rồi. Rồi, nano sụn cơ mập xương khớp này nha, thì dành cho những người bị thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị địa điểm, thoái hóa đốt sống cổ, lưng, đau cổ vai gáy, đau lưng hay đau đầu gối, đi lại khó khăn, tê bì chân tay á, chúng ta uống cái này rất là tốt mọi người nhé. Nano sụn cơ mập xương khớp này chúng ta uống một ngày 4 đến 5 viên, mỗi lần 2 đến 3 viên, uống một ngày 2 lần sau ăn nha. Rồi, tổng cộng là chúng ta sẽ có hồi nãy giờ là có 5 viên của 4 loại sản phẩm nha mọi người. 5 viên của 4 loại sản phẩm. Ok. Rồi, Huy sẽ để ra tay nha, xong uống luôn nha. 5 viên của 4 loại sản phẩm nha mọi người. Đây, 5 viên. Đấy, đang mở YouTube nó hiện lên quảng cáo mọi người. Đang mở nhạc YouTube nó hiện quảng cáo. Đó nha. Bây giờ Huy uống thêm một gói hồng sâm nữa, gói nhân sâm bào chế thành dạng hồng sâm nha mọi người. Thì khi mà sâm này á, chúng ta uống với cái sản phẩm mà hồi nãy Huy mới đưa cho mọi người xem đấy á, thì những cái người mà bị tình trạng đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay, hay là hoa mắt trong mặt tiền đình, hay là bị đau nhức xương khớp ấy, thì chúng ta bị mấy cái tình trạng đấy mà chúng ta uống cái sâm này cùng với mấy cái kia thì cái hiệu quả nó tăng nhiều lên. Bởi vì mấy cái kia là nó giúp cho máu huyết với oxy của mình nó lưu thông tốt rồi. Thì mình uống thêm cái sâm này là nó giúp cho khí huyết nó lưu thông tốt cùng với máu huyết với oxy nữa. Thì là lúc đấy là cái hiệu quả về đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay hay là hoa mắt trong mặt tiền đình nó sẽ nhanh hơn. Cái thứ hai á, là
cái nhân sâm này thì là chúng ta uống thì nó giúp cho chúng ta tăng cái sức đề kháng, tăng chỉ số chống oxy hóa để giúp chúng ta đẩy lùi nhiều bệnh tật, ví dụ như là cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi, viêm họng, sốt hay là bị ho ấy. Hoặc là ví dụ như mà chúng ta uống cái nhân sâm này á, thì nó giúp cho chúng ta cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ. Khi chúng ta uống sâm này cùng với mấy cái sản phẩm kia thì nó giúp chúng ta vào giấc ngủ nó nhanh hơn, thứ hai là cái giấc ngủ nó được sâu hơn, và thứ ba sáng dậy người của mình nó rất là sảng khoái, nó rất là thoải mái và nó rất là khỏe luôn. Và đặc biệt là nhân sâm này là bên trong chúng ta uống á, thì nó giúp chúng ta bồi bổ sức khỏe, bồi bổ khí huyết. Thì bên trong khỏe thì bên ngoài nó sẽ biểu hiện ra là bên ngoài da dẻ nó sẽ hồng hào và nó sẽ đẹp hơn so với trước đây của bản thân mình nha mọi người. Và sâm này được khai thác từ sâm Hàn Quốc có 6 năm tuổi trở lên. Thì bởi vì là nó là khai thác từ sâm Hàn Quốc từ 6 năm tuổi trở lên á, cho nên trong sâm này nó có cái hàm lượng saponin rất là cao. Thì nó có tác dụng làm chậm tốc độ di căn của tế bào ung thư. Cho nên mà chúng ta có người nhà hay người quen mà đang trong quá trình điều trị ung thư á, là chúng ta mua cho cái sâm này uống thì giúp hỗ trợ điều trị ung thư rất là tốt luôn. Hỗ trợ trong quá trình điều trị ung thư chứ không phải là điều trị ung thư trực tiếp nha mọi người. Mà nhà người nhà đang điều trị ung thư thì cho uống cùng cái sâm này nữa thì tốt hơn. Hoặc là nếu như anh chị em mà chúng ta chưa bị ung thư á, là chúng ta uống để phòng hỗ trợ phòng ngừa cái ung thư. Và ngoài ra sâm này chúng ta uống để bồi bổ sức khỏe, bồi bổ khí huyết, bồi bổ thể lực và sinh lực cho chúng ta nha mọi người. Bây giờ cái hộp sâm to này là nó có giá là 1.990.000 mọi người nhé. Bên trong cái hộp to này là nó có 3 cái hộp nhỏ như thế này. Và mỗi hộp nhỏ là nó có 10 cái gói như thế này. Thì hôm nay Huy sẽ uống một gói luôn nha mọi người. Cái này là cái gói nó như thế này, chúng ta không cần phải pha, không cần phải chế gì hết á. Chúng ta cầm và chúng ta xé, chúng ta uống trực tiếp luôn. Đây nó có cái khứng ở đây, xong rồi chúng ta xé ra, lấy tay xé ra như bình thường nha mọi người. Rồi, bây giờ Huy cũng uống một gói luôn nha mọi người. Hình như mà hôm là đến cái giờ uống sâm là thích lắm. Sâm này là chúng ta uống một ngày một gói là tốt rồi mọi người nhé. Sâm hộp to này là có giá là 1.990.000 nha mọi người. Ngay trong cái livestream ngày hôm nay chúng ta muốn mua số lượng lớn á, thì có ưu đãi tốt hơn. Hồng sâm uống tốt lắm, mình đang dùng bên shop Huy rất tốt. Cảm ơn chị Facebook là Mimi nha. Cảm ơn chị Mi đã cho feedback tốt nha. Chị Mimi dùng được bao nhiêu hộp hồng sâm rồi chị Mimi ơi. Chào anh Nguyễn Ngọc Sơn nha, chào chị Lê Quyên, chào chị Nguyễn Thúy, chào chị Võ Thị Gái, chào chị Lương Xuân. Chào anh Duy Tân, chào... Rồi, chào chị Trang Phạm nha, chào chị Nguyễn Thị Nhi nha. Chị Nguyễn Thị Nhi này là chị gái của Huy, cũng là trợ lý của Huy, làm việc với Huy là gần 8 năm rồi nha mọi người. Cho đến thời điểm hiện tại là gần 8 năm rồi. Còn nếu sau này mọi người có được xem cái livestream này thì có khi là nhiều năm đấy mọi người ạ. Hello ship Huy đẹp trai, cảm ơn chị Nhi nha. Chào chị Đỗ Xỉu, chào chị Nguyễn Kiều nha. Chào Lan Anh, chào Liều Tố Phương, chào Nguyễn Thảo, chào chị Lý Nguyễn, chào anh Hạc Giấy nha. Rồi mọi người đang xem livestream thì mọi người có thể là bình luận xuống chào Huy một tiếng. Mọi người có thể là hello Huy, chào Huy, xin chào Huy, lâu ngày quá Huy ơi, hay là dạo này Huy khỏe không đấy. Chúng ta có thể chào những cái câu hỏi, câu tương tự như thế nha. Còn nếu như ai có những cái thắc mắc gì liên quan đến chủ đề đó là đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay, hay là hoa mắt chóng mặt tiền đình, hay là bị đau nhức xương khớp ấy, để Huy bật cái đèn cho nó sáng. Anh cắm giùm em cái dây đèn này. Livestream mà có thêm cái đèn nữa là nhìn nó sáng đó mọi người. Không có đèn nhìn nó tối lắm. Rồi, ok rồi. Đấy, đang Huy đang livestream bằng camera thường của iPhone luôn mọi người nhé. Chỉ có là bật cái đèn cho nó sáng lên thôi. Nhưng da dẻ rất là ok đúng không mọi người. Hello Huy đẹp trai. Cảm ơn chị My nha. Đấy, chúng ta có thể là hello Huy, chào Huy, xin chào lâu ngày quá Huy ơi, Huy khỏe không? Hay là chúng ta có thắc mắc gì liên quan đến là tình trạng đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì đây, chúng ta có thể bình luận Huy nha. Và ai bình luận trực tiếp hay là chào trực tiếp thì Huy sẽ chào lại trên này luôn. Còn ai mà xem lại mà chào hay là hỏi sau á, thì Huy sẽ trả lời mọi người qua bình luận, qua tin nhắn nha. Hôm nay Huy sẽ tranh thủ là livestream ngắn thôi. Và hồi nãy Huy hướng dẫn cho mọi người cách dùng rồi đúng không? Bây giờ Huy sẽ báo giá từng sản phẩm cho mọi người xem luôn nhé.
Thứ nhất á, là cái lọ màu xanh ấy, cái lọ màu xanh này là chúng ta uống được 1 tháng. À, lọ màu xanh có 60 viên chúng ta uống được 1 tháng, còn lọ màu trắng là có 120 viên chúng ta uống được 2 tháng. À, hiện tại á, là giá trên livestream này đang còn ưu đãi cho mọi người. Sắp tới là công ty có công văn á, là tăng giá lên rồi, bởi vì mọi chi phí nó tăng lên. Thứ hai là mọi, có nghĩa là ví dụ như mà nguyên liệu này hay là về chi phí này rồi nhân công rồi mọi thứ nó tăng lên hết rồi, có nghĩa là đồng tiền nó bị lạm phát, cho nên mọi thứ giá nó tăng lên rất là nhiều rồi. Mọi người hình dung là ngày xưa là cái bộ bánh mì nó có 1-2 nghìn thôi, thậm chí trước đó là nó ít hơn rồi, nhưng bây giờ ổ mì nó 50 nghìn 20 nghìn 30 nghìn, có nhưng nha, là nó là 10 15 20 25 30 nghìn, thậm chí là có những nơi bán ổ mì là 50 nghìn rồi, thấy không? Tô bún tô phở ấy, hồi xưa là nó có 2 nghìn 3 nghìn 4 nghìn 5 nghìn, bây giờ nó lên 20 nghìn 30 nghìn 50 nghìn, thậm chí có những nơi bán tô phở nha 990 nghìn một tô phở. À, mọi người ăn ở Landmark 81 là mọi người biết nha, Landmark 81 ở Vinhome Central Park ở quận Bình Thành Hồ Chí Minh đó, là mọi người sẽ biết. Đấy, tô phở là 990 nghìn luôn. Đấy, thì bây giờ là mọi thứ nó tăng lên rồi. Thì hiện tại nha, giá nó vẫn đang còn tốt, thế nên là mọi người tranh thủ dùng sớm nha. Thì hai lọ này nha, bình thường là có giá là rất là cao, bây giờ đang được trợ giá là còn 3,7 triệu hai hộp như thế này. Và chúng ta mua hai hộp á, là đã bao gồm phí ship ở Việt Nam rồi, đã bao gồm phí ship ở Việt Nam, còn ở nước ngoài á, là chúng ta cộng thêm cái phí ship ở nước ngoài nha mọi người. Và cái lọ xanh là uống được 1 tháng, lọ màu trắng uống được 2 tháng, thành ra là chúng ta nên lấy 2 lọ xanh 1 lọ trắng để chúng ta uống cho nó được 2 tháng luôn. Thì là 2 lọ xanh 1 lọ trắng á, là có giá là 5,1 triệu nha mọi người, 5,1 triệu đã bao gồm phí ship ở Việt Nam, còn ở nước ngoài á, là chúng ta cộng thêm cái phí ship ở nước ngoài mọi người nha. Rồi, còn cái natto kinase này này, bình thường có giá là 2,580,000, hiện tại là trên livestream này vẫn đang được còn trợ giá là còn có 2,290,000 thôi, 2,290,000, cái này chúng ta dùng được 2 tháng nha. Rồi còn cái Bioginco của Pháp này nha, cái này á, là nguyên liệu nhập khẩu Pháp, nhà máy đặt tại Việt Nam và sản xuất theo công nghệ của Pháp để tiết kiệm chi phí cho người Việt Nam của mình. Thì cái lọ Bio của Pháp này, Bioginco 240 của Pháp này á, là bình thường giá rất là cao, hiện tại trong cái livestream này đang còn được trợ giá là còn có 990.000 thôi. Thành ra mọi người tranh thủ mua nha, chúng ta mua số lượng 2 hộp trở lên là được giảm là 200. Chúng ta hiện tại ngay trong livestream này vẫn còn chương trình là mua 3 hộp được tặng 1 hộp, cho nên mọi người tranh thủ nha. Còn cái hai cái này là của Mỹ nha mọi người, hai cái này là nhập khẩu Mỹ. Thì cái này là nhập khẩu của Mỹ và cái này là ở bên Mỹ thì có lâu rồi, về Việt Nam của mình cũng lâu rồi. Và khi về Việt Nam á, là được Bộ Y tế, Bộ Công Thương Việt Nam kiểm nghiệm cấp phép mình được dịch sang cả tiếng Việt luôn rồi. Cho nên là nhiều anh chị hỏi thắc mắc là sao hàng Mỹ mà lại có tiếng Việt. Vậy mọi người hình dung là hàng sắt tay nó khác hàng nhập khẩu nhé. Sắt tay á, là mình đi nước nào mình sắt về là nó y si, có nghĩa là nguyên si luôn. À, mọi thứ nó nguyên si. Nhưng mà hàng nhập khẩu á, là có gọi là công ty á, trụ sở ở Việt Nam đại diện và đứng ra có pháp lý hay là chịu trách nhiệm với khách hàng. Thế nên là hàng nhập khẩu thì có được dịch sang cả tiếng Việt luôn rồi. À, ok mọi người nhé. Còn cái nano sủng cá mập xương khớp này là của Nhật nha mọi người. Bình thường chúng ta uống sủng cá mập bình thường á, nó đã rất tốt rồi. Nhưng mà thường thường sủng cá mập bình thường á, là nó chỉ gọi là sủng cá mập thường nha. Nó khi mà chúng ta uống á, thì cơ thể của chúng ta nó hấp thu khoảng tầm 20 đến 30% thôi. Nhưng khi mà chúng ta uống dạng nano sủng cá mập xương khớp như thế này á, nó là dạng nano, thì nó hấp thu tốt hơn. Thì cơ thể của chúng ta nó hấp thu được hơn 80% luôn. Thành ra là chúng ta uống dạng nano sủng cá mập xương khớp như này thì nó hiệu quả nó tăng lên nhiều lần. Thì những ai mà bị xương khớp á, ví dụ như chúng ta bị thoái hóa, thoát vị địa đệm, đốt xương cổ, đốt xương lưng, đau cổ vai gáy, đau lưng, hay là tê bì chân tay, hay là đi lại khó khăn, hay là chúng ta bị đau lưng mà trợ mình không được, hoặc là cổ đau không được á, là chúng ta uống cái này thì rất là tốt mọi người nhé. Trong cái này thì thành phần nó nhiều, nhưng nó có hai cái thành phần chính, đó là glucosamine và tretinoin, là nó rất tốt cho những người bị xương khớp nha mọi người, những vấn đề liên quan đến xương khớp. Và nếu như mà chúng ta chưa bị cũng nên uống, bởi vì chúng ta uống trước phòng trước để sau này chúng ta lớn tuổi ấy, là chúng ta hạn chế bị những cái bệnh vấn đề về liên quan đến xương khớp. Hoặc là nếu như sau này chúng ta lớn tuổi ấy, là chúng ta cũng sẽ bị nhẹ hơn so với những người khác. Và bình thường nha, là nếu như ai mà bị nhẹ mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta uống cả hai cái này luôn thì càng tốt nha mọi người. Còn nếu như bị nhẹ mà không có điều kiện thì uống một trong hai là được rồi. Hoặc là chưa bị chúng ta uống một trong hai là cũng tốt rồi. Còn có điều kiện thì uống cả hai luôn càng tốt. Còn những cái người mà bị xương khớp nặng hoặc là đặc biệt là bị lâu năm ấy, thì chúng ta nên uống cả hai này kết hợp luôn cho nó hoàn hảo luôn.
Thì cái hộp mà nano sụn cơ mập xương khớp này là nó có giá là 1.990.000 nha mọi người. Hiện tại trong cái livestream này đang được trợ giá là còn có 1.990.000 thôi. Chúng ta mua số lượng 2 hộp trở lên, 3 hộp trở lên thì đang có ưu đãi tốt hơn, là nào là chúng ta mua số lượng càng lớn thì ưu đãi càng tốt. Thành ra là chúng ta bình luận nhắn số điện thoại, bình luận sẵn nhắn số điện thoại. Lúc đó Huy với trợ lý của Huy sẽ gọi lại để tư vấn cho mọi người nha. Hoặc là chúng ta mua hàng của Huy nhiều rồi, chúng ta biết Huy chỉ sản phẩm phân phối những sản phẩm chất lượng thôi. Hay là chúng ta thấy là khách hàng của Huy bên Huy dùng rất là nhiều và khỏi rất là nhiều, hiệu quả rất là nhiều, cho nên chúng ta tin tưởng rồi thì chúng ta không cần tư vấn nữa. Chúng ta bình luận số điện thoại, địa chỉ để gửi hàng luôn cho nó nhanh mọi người nhé. Và bình thường á, là bên trong nhé, chúng ta uống xương khớp là chúng ta bị uống hai cái này nó rất tốt rồi. Và bên ngoài chúng ta uống thêm bôi thêm cái này nữa. Bên trong chúng ta uống hai cái này và bên ngoài chúng ta bôi cái này nữa thì dành cho những người bị thoái hóa thoát vị địa điểm rút xương cổ, rút xương lưng, đau cổ vai gáy, đau lưng hay là đau đầu gối, đi lại khó khăn, tê bì chân tay ấy, là bên trong chúng ta uống hai cái này và bên ngoài chúng ta bôi cái này thì cái hiệu quả nó tăng lên nhiều lần và khi mà chúng ta khỏi ấy, là khỏi được lâu dài hơn như mọi người nhé. Và nếu như mà nhà mình mà có nhiều người bị ấy, thì cái này chúng ta có thể để dùng chung được luôn. Rồi bây giờ tiếp theo nhé, nhưng sâm này là hồi nãy Huy báo giá rồi, cái này là có giá là 1.000.000, đang được trợ giá trên livestream này là 1.990.000. Thì là chúng ta mua 2 hộp trở lên, 3 hộp trở lên là có ưu đãi tốt hơn mọi người nhé. Thì là còn bên trong cái hộp nhân sâm to á, là nó có 3 cái hộp nhỏ như thế này. Mỗi hộp là nó có 10 gói, thì cái hộp to này là có 30 gói nha mọi người. Hộp nhỏ này là có giá là 699.000. Thì thôi chúng ta cứ làm tròn 700 luôn đi nha mọi người. Bởi nãy chân nhau có 1.000. Rồi chúng ta mua hàng bằng cách là bình luận nhắn tin số điện thoại, lúc đó Huy với trợ lý của Huy sẽ gọi lại để tư vấn cho mọi người nha. Chào chị Nguyễn Thị Mừng nha, chào chị Nhím Đông, chào chị Nguyễn Minh. Chào tất cả mọi người nhé. Còn mọi người hay hỏi Huy là bên Huy đã có nhiều người dùng sản phẩm mà về dạ dày tốt rồi, thì mọi người hay hỏi là bởi vì mọi người trước đây là mọi người hay uống thuốc tây. Khi uống thuốc tây ấy, là mọi người hay gặp cái trường hợp đó là bị đau dạ dày hoặc là viêm lết dạ dày hoặc là trào ngược dạ dày. Nói chung là bị dạ dày thì rất là nhiều người bị. Mọi người biết là sản phẩm của Huy có sản phẩm dạ dày rất là hiệu quả. Thế nên là nếu như ai mà bị đau dạ dày này, viêm lết dạ dày, trào ngược dạ dày thì chúng ta uống cái hộp này nha mọi người. Thì hộp này có giá là 990.000. Đấy, hộp này có giá là 990.000 nha mọi người. Chúng ta mua số lượng 2 hộp, 3 hộp trở lên thì có giá tốt hơn. Thành ra là chúng ta mua cái dạ dày thì chúng ta để lại số điện thoại, bình luận hoặc nhắn tin số điện thoại. Lúc đó Huy với trợ lý của Huy sẽ gọi là xác nhận đơn hoặc là chúng ta cần tư vấn thì được tư vấn thêm. Bình thường là chúng ta bị đau dạ dày, viêm lết dạ dày, trào ngược dạ dày, chúng ta uống cái này đã tốt rồi. Nhưng mà chúng ta uống kết hợp thêm cái này nữa. Cái này là men inulin, chất xơ hòa tan chữa phân tử dài nha mọi người. Hai cái này cũng là sản phẩm của Nhật Bản luôn nha mọi người nhé. Thì là còn nếu như mà những anh chị mà bị tiêu chảy này hoặc là bị táo bón hoặc là bị hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng, trào ngược dạ dày, nhớ nhá, đặc biệt là những cái người mà bị tiêu chảy hoặc là bị táo bón á, thì chúng ta uống cái men inulin chất xơ hòa tan ở chuỗi phân tử dài này rất là hiệu quả luôn. Ở nhiều cái livestream trước Huy đã nói nhiều về cái công dụng với cái cơ chế tại sao nó lại hiệu quả dành cho những người bị tiêu chảy, táo bón, hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng hay là trào ngược dạ dày. Huy đã nói kỳ rồi. Thì chúng ta có thể là xem thêm nhiều cái livestream trước đấy. Hoặc là chúng ta biết là Huy là bao nhiêu năm nay chỉ làm những sản phẩm đấy, chỉ phân phối những cái sản phẩm chất lượng hiệu quả và đã có nhiều người dùng khỏi rồi. Thì là chúng ta tin tưởng rồi thì chúng ta để lại số điện thoại, địa chỉ, chúng ta đặt hàng luôn, không cần tư vấn cũng được. Còn nếu như ai muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta chỉ cần bình luận hoặc nhắn số điện thoại. Lúc đó Huy với trợ lý của Huy sẽ gọi lại để tư vấn cho mọi người thêm nha. Hộp men inulin chất xơ hòa tan chữa phân tử dài này là nó có giá là 1.290.000. Hiện tại trên cái livestream này đang được trợ giá là còn 1.290.000 và chúng ta tranh thủ mua sớm để chúng ta được giá tốt nha. Hiện tại là trên livestream này chúng ta mua 2 hộp thì chúng ta sẽ được giảm 200. Còn nếu như mà chúng ta mua 3 hộp thì sẽ được tặng cái hộp này 990.000. Còn nếu như mà chúng ta nếu mà không được tặng á, thì nếu như còn chương trình thì chúng ta không được tặng thì chúng ta mua 3 hộp thì chúng ta sẽ được giảm 600 thẳng vào cái đơn hàng của mình luôn. Còn nếu như mà hiện tại nha, đang có cái chương trình tốt hơn, đó là có những anh chị mua hàng số lượng lớn thì có hay hỏi Huy là có chương trình tốt hơn không? Thì hiện tại đang có chương trình tốt hơn, đó là chúng ta mua 4 hộp nha. Đang mua 4 hộp thì chúng ta tặng thêm một hộp nữa là thành 5 hộp nha mọi người. Rồi, chúng ta mua hàng bằng cách là bình luận số điện thoại hoặc là nhắn tin số điện thoại để đặt hàng nha. Bình thường mà chúng ta bị tiêu chảy, táo bón, hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng, trào ngược dạ dày, chúng ta uống cái này đã tốt rồi. Nhưng mà chúng ta uống kèm thêm cái này nữa thì cái hiệu quả nó tăng lên nhiều lần luôn và càng tốt nữa mọi người nhé. Thế là Huy đã báo giá được một vòng cho mọi người rồi nha. Rồi nhà mình nhớ tranh thủ là bình luận hoặc nhắn số điện thoại để giúp chúng ta hết cái tình trạng đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê bì chân tay,
hoa mắt chóng mặt tiền đình hoặc là đau nhức xương khớp hoặc là bị đau dạ dày, viêm lết dạ dày, trào ngược dạ dày, tiêu chảy, táo bón, hội chứng đục kích thích, viêm đại tràng nha mọi người. Ê, chúng ta bị những cái tình trạng đấy hoặc là một trong những cái tình trạng đấy thì chúng ta để lại số điện thoại, chúng ta bình luận số điện thoại, lúc đó Huy với trợ lý của Huy sẽ gọi lại tư vấn cho mọi người. Mọi người lưu ý nha, chúng ta bị những cái tình trạng liên quan đến đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê vì chân tay hay là những cái tình trạng kia thì chúng ta bình luận hoặc là nhắn số điện thoại luôn, tư vấn cho nó nhanh. Bởi vì là nhắn tin rất là lâu, nhắn tin lâu lắm, và có khi chúng ta nhắn một buổi, hai buổi, một ngày, hai ngày, ba ngày nó chưa xong. Còn nếu xong á, có khi chúng ta chưa hiểu hết nội dung, nhưng mà chúng ta bình luận hoặc nhắn số điện thoại ấy, đôi lúc á, tư vấn có 2 phút, 10 phút, 2 phút đến 10 phút là xong thôi. Thành ra tư vấn qua điện thoại rất là nhanh. Cho nên chúng ta nhớ là bình luận hoặc nhắn tin số điện thoại luôn để tư vấn cho nó nhanh nha. Mà khách hàng rất là đông. Một ngày á, bên công ty Huy á, là hôm nào mà ít á, thì cũng có vài trăm người cho đến vài nghìn người gọi điện đến đặt hàng và nhắn tin gọi điện đến hỏi để đặt hàng ấy. Thì là một mình Huy là không có thể trả lời qua tin nhắn cho mọi người hết được. Thành ra là Huy có rất là nhiều trợ lý cùng Huy để chăm sóc và tư vấn cho mọi người. Cho nên là chúng ta bình luận số điện thoại hoặc là nhắn số điện thoại để tư vấn luôn cho nó nhanh mọi người nha. Nhớ bình luận số điện thoại nha. Rồi hôm nay Huy sẽ live stream ngang đấy thôi. Để mà tư vấn cho mọi người chứ không là nãy giờ mọi người chờ nhiều. Và bây giờ nha, trước khi mà Huy tắt cái live stream này thì chúng ta nhớ là bấm vào nút theo dõi. Bấm vào nút theo dõi trang của Huy để chúng ta sẽ là người đầu tiên nhận được những cái live stream, những bài viết, những video khi mà Huy phát sóng lên. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta bấm chia sẻ cái live stream này. Chúng ta bấm chia sẻ cái live stream này để sau này chúng ta có thể xem đi xem lại live stream này, nhiều live stream trước đây và nhiều live stream sau này và nhiều bài viết video hơn là nữa. Và chúng ta bấm chia sẻ cái video này để lan tỏa những điều tốt đẹp đối với nhiều người. Bởi vì bên ngoài kia là có rất là nhiều người bị cái tình trạng đó là đau đầu, mất ngủ, đau vai gáy, tê vì chân tay, hoa mắt chóng mặt tiền đình, hay là bị đau nhức xương khớp, hay là bị đau dạ dày, viêm lết dạ dày, trào ngược dạ dày, tiêu chảy, táo bón, hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng. Thì chúng ta bấm chia sẻ coi như là chúng ta đã gieo được một cái hạt tốt rồi. Bởi vì ngoài kia rất là nhiều người cần đến cái giải pháp, cái phương pháp này. Và sau này khi mà mọi người khỏe là mọi người cũng sẽ rất là biết ơn những người mà bấm nút chia sẻ cho mọi người. Cho nên chúng ta tranh thủ là bấm theo dõi trang của Huy và bấm chia sẻ nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái live stream tiếp theo. Nhớ để lại số điện thoại nha.